Lương Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Alex Trinh Vu. Thì căn nhà của bé Kim Vàng sắp hoàn thành rồi cô chú ơi. Thì hôm nay con đang có mặt tại cửa hàng gỗ Thanh Thảo ở Cần Đăng, Châu Thành, An Giang để mua trang trí nội thất cho gia đình của em. Thì xin mời cô chú, anh chị và các bạn vào trong cùng lựa với con. Ngày hôm nay là gia đình của Kim Vàng sẽ nhận được cái món trang trí nội thất là gì nha. Dạ. Dạ, chào chị. Chị chủ của cửa hàng gỗ Thanh Thảo, gương mặt là rất là quen thuộc luôn. Dạ, hôm nay thì em muốn mua món đồ cho gia đình của Kim Vàng á. Chị đi cùng với em để chọn sản phẩm nha. Dạ. Thường em lên là ngày hôm nay chị có đoán là em sẽ mua gì nữa không? Chắc mua giường quá ha. Dạ đúng rồi. Chị có thể giới thiệu cho em một số loại giường được không chị? Cái này là thao lao. Thao lao mét 6, em mua mét mấy? Thao lao mét 6. Tại vì gia đình của Kim Vàng á, thì có cái diện tích cát lửng á, cũng rất là rộng, mà gia đình cũng đông người á. Cho ngày hôm nay thì anh Alex Trinh Vu á, rất là tỉ mỉ luôn, sẽ chọn cho gia đình mình là một cái giường và một cái nệm là 1m8. M8 đi. Dạ. Ôi cái này đẹp nè chị. M8 nó có cái này mới ra. Đúng rồi, mỗi lần em lên mua hình như không có hả chị ha. Cái này mới ra. Này là thao lao bên mấy cái mặt mà bên. Ôi, thao lao mà đẹp quá chị. Đúng, thao lao của em. Dạ. Cái này là mặt bên, còn này là thao lao. Đúng rồi. Nó làm phần giường rất là đẹp luôn cô chú ơi. Cho em coi cái hộp tủ này đi. Đẹp quá à. Cái chỗ này mình để đồ. Dạ. Cái này là mình có thể đựng đồ cá nhân của mình cũng được. Dạ. Có cái ổ khóa nó tiện lợi hết chị ha. Cái này đẹp quá. Cho em xem một ít mẫu nữa đi chị. Cái này là thao lao luôn hả chị? Cái này bằng bên nhưng mà nó mét 6. Bên mét 6. Cái này bên cái này luôn. Cũng bên mà mét 6. Bên nhưng mà họ sơn cái màu nó hơi đậm hả chị ha? Hơi đậm. Tùy á, tại vì nhiều dùng xài đậm á. Dạ. Em thì lại thích gì? Em lại thích gì với viền đậm thì đẹp. Đó. Dạ, nó có điểm nhấn. Dạ. Chị ơi, cái phần sau mà của cái giường á là nó như thế nào hả chị? Cái phần sau của cái giường nè. Dạ, phần sau của cái giường giống như vậy nè. Đây chị, ở ngoài kho nè. Dạ. Ở đây thì chỗ của chị thì bán rất là nhiều luôn cô chú. Có tủ quần áo nè, rồi các cái bàn mà để mà mình thờ cúng, rồi bàn ăn, rồi bàn trang điểm rất là nhiều luôn cô chú ơi. Nhưng mà chị bán giá thì cũng được. Dạ. Tức là mình để riêng ra mà kho hả chị hả? Cái này để riêng. Dạ. Khi nào mình bán cái mình sợ đủ đồ á. Dạ. Đó, cái này đẹp nè chị. Đây nè. Mà cái này là cái nãy chị chỉ em trước đó. Cái phần sau nha. Đẹp đó chị. Còn cái phần mà mình lót lên trên cái giường á chị là cái này đúng không chị? Cái sạp phải không? Sạp. Cái này là mình chưa có sơn hả chị? Cái này là cái bề trái của mấy cái thanh. Dạ. Cái này làm đẹp quá chị ha, nó có điểm nhấn. Lần trước em lên mua em chưa thấy cái này. Cái kia cái này nó mình sơn hai màu á. Dạ. Yeah. Nhìn thấy nó đẹp hơn. Đúng rồi, em thấy nó viền lên nó có điểm nhấn. Viền lên nó sáng. Dạ. Rồi, ra hai chị mình lựa nệm cho em chị ơi. Dạ. Cái này mấy cái đồ ghép nó cũng chắc chắn. Dạ. Xài nệm sao? Em xài nệm tại vì nhà của chị thì có bé nhỏ nhiều quá, cho nên là cái nào mà chị thấy thông thoáng với lại nó nằm nó không có bị hầm lưng á. Chị chỉ cho em một cao su nè. Cái này cao su. Ở đó xịn nó có lỗ không hơi luôn. Nó không có nực nha. Cái này nó có độ lúng không chị? Cái này nó bảo hành lúng xịt của mình là 10 năm. Cái này 1m8 hay 1m6 chị? 1m8 đó. Cái đó là tốt đó. Cái phía sau đẹp lắm luôn. Cái này mình muốn để bề nào cũng được. Cái bề này cũng được hả chị? Không mà chị nghiêng qua gì được à. Bên đây nữa. Hai bề. Rồi, hai bề muốn để bên nào mình thấy. Bề này đẹp quá chị. Sáng quá thì mình để bên dưới. Vậy đó. Dạ, cái này nhiêu qua chị? Cái này cho
4 triệu đi. 4 triệu. À, cái giường nãy là 1m8 thì tính em nhiêu? Cái giường tính em 7,5. 7,5 triệu. Cái này 4 triệu nữa. Là 11,5 triệu. Là chị đã bớt em rồi đó hả? Bớt rồi á. Còn niệm nào nữa không chị? Có niệm rẻ hơn. Cho em xem. Niệm này hả chị? Này rẻ hơn. Cái này nhiêu chị? Niệm này 2,8 triệu. 2,8 triệu. Cái này nó cao khoảng nhiêu ta? 1,5 triệu. 1,5 triệu. Cái này cũng là 1,8 luôn. 1,8 luôn. 2,3 triệu. 2,3 triệu với 2,8 triệu. 2,8 triệu với 4 triệu. Mà cái này nó lúng. Cái này nó lúng hơn, cái này nó hầm. Nằm thôi chứ nó hơi hầm. Dạ. Cái kia thì nó... Cái này nó lúng với hầm quá. Cái kia thì nó mát. Dạ. Nó mát hơn. Thôi em chọn cái này cho gia đình bé đi chị. Như lại cái nền nó rất là sạch luôn á, màu xám, xám lông chuột á, rất là đẹp với lại sạch nữa. À, sẵn tiện căn nhà của bé Kim Vàng á là màu trắng xám thì em sẽ mua cái tông này luôn nha anh Alex trên Google ơi. Giờ ra ghi phiếu cho em nha. Dạ, ra dạ. Đây chị ghi phiếu. Cái giường thô lao bên 1,8 triệu. Dạ. Giá 7,5 triệu nha. Dạ. Cái niệm 1,8 triệu, 4 triệu, tổng cộng 11,5 triệu. Dạ rồi. Dạ, ngày hôm nay em rất là vui luôn khi thay mặt anh Alex trên Vu mua được hai cái món đồ và trang trí nội thất cho gia đình Kim Vàng. Thì cái giường 1,8 triệu là 7,5 triệu đồng, cái niệm 1,8 triệu là 4 triệu. Tổng cộng số tiền ngày hôm nay em mua cho gia đình của Kim Vàng là 11,5 triệu đồng nha anh. Dạ. Một triệu rưỡi chị đếm lại nhanh nha. Mười triệu rưỡi. À thiếu 1 triệu. Dạ. Dạ. Vậy là đủ á. Dạ đủ rồi. Dạ. Chị gửi em phí. Dạ rồi, cảm ơn chị. Là hôm nay giao luôn hết chị. Dạ. Nó nhẹ. Dạ. À, cô chú anh chị và các bạn ơi, thì hiện tại á, chiếc giường cũng như là cái niệm đã được mang tới trước cửa nhà của bé Vàng rồi. Bây giờ thì mấy chú với lại mẹ của bé đang rất là mừng và háo hức để mà mình khiêng đồ vô nha cô chú. Bữa nay mấy chú họ xong nhà cái người ta về hết rồi, cái không có ai để mình mượn khiên chứ. Bất ngờ không cô Hiền? Quà lớn quá. Chắc hồi nhờ anh khiêng giùm cái niệm vô. Anh để xuống đây kêu. Để bây giờ đi kêu nó tổng hết. Lên gác hả Thực? Dạ. Để xuống đi anh. Một hồi lên gác không biết lên được không nữa. Chắc mượn đi rồi mới lên gác được chứ. Dạ. Ừ đó là xe đi được người rồi. Đi được người rồi. Đi được người. Quá nữa cho em nha. Không được. Không được không? Ở đây không được. Được không? Được không? Hơi khó lên. Lên trước kìa. Anh đi giữa luôn đi em ấy. Rồi, cẩn thận từ từ thôi. À, em lên giữa luôn đi. Không ấy, ông đi giữa luôn đi, tôi ở dưới này. Rồi, lên luôn. Rồi, chị nắm tiếp. Nắm tiếp lên trên cô Hiền ơi. Rồi, hạ từ từ.
Thôi ăn đi nè. Cái nhảy không á? Đi chứ tới rồi đó. Giờ tới rồi, còn nhau đi lại. Rồi. Tưng vô đâu không? Sao bà không lỡ thằng đầu mà lỡ thiết? Lên đây là gì này bà? Dẹp bớt ba cái đồ đó qua đi rồi mình để cái giường. Rồi này để làm sao nè? Rồi con muốn để, cô Hiền muốn để làm sao? Để dựng vô đó luôn hay gì? Ừ, để vậy luôn đi. Con á. Vậy luôn ha. Dạ. Khi đồ luôn. Mét 8. Chúng một cái. Sát vô đây luôn hay gì? Hay sao? Tại vì cái đầu mụn nó mất hai cây gì. Cái này quay lên nhà rồi. Rồi, muốn quay lên phải không? Quay như vậy. Rồi để xuống lấy thêm mấy cái chân giường với niệm luôn lên. Rồi vậy ha. Rồi. Để khiêng tiếp xuống. Hơi đụng rồi. Đây nằm nghiêng nha. Rồi anh rút lên nè. Ừ, đụng có bóng điện. Rồi. Rồi. Lên. Buông không anh? Giờ sao vô? Sao vô này trời? Hoàng, anh bỏ nó xuống đây đi. Nằm đứng nghiêng. Đứng là. Đứng rồi. Rồi. Rồi, vô luôn. Chắc mình để nó qua bên đây đi anh ơi, để mình gác cái giường rồi mình mới để nó lên. Dạ rồi, cảm ơn anh. Còn mấy cái nào chứ, rồi gịch lên luôn nè. Lên anh với anh chịu đi không? Có việc mình đâu không? Thôi nhà sẵn tiện lên nữa. Chỉnh cái này. Cặp trong cái giữa. Con lên đây là tôi bỏ lên nè. Cái cầu thang mà bắt gác này nha. Cảm ơn anh. Còn gì nữa không chú? Còn hai miếng. À còn hai miếng gì, còn miếng dạt giường nữa. Mừng không cô? Bất ngờ mừng quá. Cô coi đi, cô Hiền coi vòng coi cái giường đẹp không, cái niệm đẹp không? Thích không? Này bất ngờ ha, không có chuẩn bị trước. Giờ mình đợi chú gáp đi, còn đẹp nữa. Mấy dàn không có nhà ha. Thi. Rồi ném qua một bên để chú làm. Dạ.
tối nó hai đứa nó mừng. Đứa nhỏ, lên đây ngủ rồi hả cô? Rồi lên đây luôn, nhỏ nhỏ rồi nó dẫn bạn nhóc nhóc rồi nhóc còn ăn nó thì dẫn mấy thằng nó biết. Dạ. Rồi tớ lùi rồi mấy con chó hả nó mừng dặn dặn mấy con chó nó lên đây giỡn quậy trên đây nè. Dạ. Dẹp ở dưới nó quậy ầm ầm ở dưới trên đây nè, nó cậy quậy nhiều đó quậy đi. Nó mừng rồi nó quậy. Cảm ơn. À, lắp xong cái giường này nè, giường này thì 1m8 rất là rộng rãi luôn để mà cho mấy mẹ con được ngủ nghỉ nè. Rồi thêm một cái nệm nữa thì trị giá của chiếc giường là 7.500.000 đồng và chiếc nệm là 4.000.000 đồng, thì tổng cái số tiền là 11.500.000 đồng mà anh Alex Chimbu gửi đến cho nhà mình. Thì hãy bốn mẹ con hay ngủ hoặc là yên ngắm trên cái giường này nha. Giờ mình chảy cái ga nệm ra đi. Rồi, cái này là chắc được tặng nè. Chạy lên, Doraemon. Bé Kim Cương thích Doraemon không? Không. Vậy con thích cái gì? Suka. À, thích Suka hả? Vậy chắc cái này chắc anh Tài thích quá. Vậy thôi giờ mình trải cái niệm này cho anh ba thích đi ha. Rồi nữa mình mua thêm cái ga Suka nha. Dạ. Kéo cái đó qua làm gì nó không có đúng. Chắc con ngủ đây luôn quá. Ồ, con ngủ ở đây luôn hả? Có, con ngủ đây. Coi coi cái góc nó một cái. Khoan, cô tiền coi lại cái gốc của nó này, coi lại coi đúng không mà mình hãy chảy lên. Cái này chắc của anh ba quá. Cô coi cái đầu gốc này nè. Đúng rồi, cái đầu gốc này nè. Bên đó có đầu gốc chưa? Vô trong trước đi. Đây. Rồi, dỡ lên. Chảy chưa? Rồi, được chưa? Cô đưa cái gốc nó xuống. Đúng không? Đúng không? Khoan, cô cho con coi lại cái. Gì nè? Rồi, cô để xuống bên đó đi, đưa vô. Nè, đưa giống con gì nè. Dỡ lên, cô dỡ lên luôn. Chồng nhẹ vô thôi cũng được, chồng nhẹ thôi nó cũng dính đó. Đúng rồi, rồi, đó bên đây. Rồi, của bốn người luôn. Quá đẹp luôn. Wow, vỗ tay. Rồi, lên nằm thử coi có im không nè. Giờ đại diện cho gia đình lên nằm thử coi, im không? Quá im luôn, có tiền qua đây nhúng này, im không? Wow, im quá. Rồi, bây giờ mình ngồi xuống đây nha. Ủa, cái niệm quá im luôn. Ngồi xuống, rồi, có tiền ngồi đây đi. Thì ngày hôm nay anh Alex Chimbu cũng gửi đến cho gia đình mình một bất ngờ. Tại vì nhà thì hiện tại là chưa có giường, chưa có niệm nè. Cho nên là anh cũng gửi tặng đến để mà cho mấy mẹ con sẽ có một cái giấc ngủ hoặc là yên ngắm với tổng số tiền là 11.500.000 đồng. Thì gia đình mình thấy như thế nào khi mà được chiếc giường như chiếc niệm này? Rất là mừng. Vui. Thấy món quà bất ngờ. Dạ. Em lại hết cũng mừng rồi. Dạ, cô gửi vài lời đến anh nha. Gửi lời cảm ơn đến anh Alex Chimbu rất nhiều, tặng cho em thêm một món quà rất là lớn như thế này. Dạ. Chúc anh thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc ạ. Dạ, rồi, bé Kim Cương gửi vài lời đến chú đi, con nói con cảm ơn chú. Con chú. Con có hết chiếc giường như chiếc niệm này không? Có. Rồi, con chúc chú nhiều sức khỏe. Con chúc chú nhiều sức khỏe. Rồi, con hứa sẽ thật là ngoan. Con hứa con sẽ ngoan. Rồi, quá giỏi luôn. Em cũng xin chân thành cảm ơn tấm lòng đến từ anh Alex Chimbu rất là nhiều, đã yêu thương và giúp đỡ cho gia đình của cô một phần để mà có được một căn nhà gác lửng quá là đẹp và có thêm được một chiếc giường và chiếc niệm rất là ấm áp. Kính chúc cho anh lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Còn bây giờ thì chào anh, chào các bạn.